Hai, chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Mình là Thanh Bâu. Thì mình vừa mới đi qua cái cây cầu cây huyền thoại luôn các bạn. Nó bắt ngang qua sông Lại Giang, nối hai xã Hội Xuân với Hội Mỹ của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì các bạn nào mà mới lần đầu mà đi ngang qua cái cầu này á, cảm giác nó rất là phê đó. Hồi đầu tháng á, thì mình dự định đi rất là nhiều nơi luôn, mà cuối cùng dịch Covid-19 nó lại bùng phát trở lại, cho nên không có đi được nữa. Và mình phải quanh quẩn các cái địa điểm ở gần nhà thôi. Thì hôm nay mình dự định sẽ đi cắm câu ở sông Lại Giang, ở quê ngoại mình. Quên giới thiệu với các bạn, hôm nay mình đi với một bạn nhí. Đây là fan cứng của mình luôn. Tên là bạn Ni Đen. Ni Đen là fan cứng của mình nha các bạn. Ni có xem kênh Thanh Bâu thường xuyên không? Thường xuyên. Thường xuyên hả? Ni thấy anh Thanh Bâu với Sơn Tùng MTB là ai đẹp trai hơn? Thanh Bâu. Thanh Bâu. Hôm nay mình sẽ cắm cần nha các bạn. Mình có 5 cái cần nhỏ, dài 1m2 nè. Nói thật chứ các bạn là mình cũng không có chuyên cái môn câu cá này đâu các bạn. Nhưng mà bây giờ tình hình dịch bệnh căng thẳng cho nên mình kiếm cái môn nào đó vừa giải trí, vừa kiếm ít cá sông về ăn thôi. Lúc nhỏ thì mình cũng thường hay đi với mấy cậu á, đi cắm cần ở sông Lại Giang này. Cũng có cá lắm mà không biết bây giờ ra sao. Do mấy anh thanh niên rồi có cái bộ kích đó các bạn, kích cá nhiều quá nên nó cũng gần hết rồi. Nên hôm nay mình sắm cái bộ cần này để mình đi câu cá, mình ôm lại tuổi thơ thứ như thế nào. Giờ là mình đã chuẩn bị xong 5 bộ cần này các bạn. Bây giờ là khoảng 5 giờ tối. Thì mình cắm cần cái giờ chặn vạn như thế này, hy vọng là nó sẽ có nhiều cá hơn. Lại đây hay nó ấm quá. Cố chân lên. Cố bé hay nè. Đừng có bé hay nè. Rồi bước xuống. Nói chung là mười mấy năm rồi mình mới đi cắm cần lại. Mình đi cắm cần với mấy cậu từ lúc nhỏ rồi, nên cái kỹ thuật câu, kỹ thuật cắm cần mình cũng chưa có rành, không có được chuyên nghiệp. Nên có gì sai các bạn bỏ qua nha, đừng có gạch đá tội nghiệp. Cá gì cần kia. Ừ, nhanh. Tiếc quá. Mà mãi cá đê đâu, đừng coi cái gì hả? Con này là gì, cái gì đây, cá ngạnh hả? Ôi, cá ngạnh nó chăm đầu lắm á. Thế là được rồi. Con này là cá ngạnh đó đi. Để em giữ cái này nha. Sao, thấy cảm giác sao? Cảm giác giật cá không, vui không? Vui. bây giờ anh em mình đào một cái lỗ ở đây. Đào một cái lỗ ở đây, cái vô mình không đem xô á. Mình đào cái lỗ ở đây, mình có cá mình bỏ vô đây. Sau cái tối mình nướng ăn tại chỗ luôn nha. Rồi, đào đi. Con cá đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của tụi mình, do chính bạn Ni Đen giật lên. Ai bỏ vô đây. Giật. Hô bạn đi. Con cá lạ nhỉ. Con cá này. Con này giống cá. Do mình không rành là cá gì luôn. Quá wow, quá đẹp luôn, giống cá diêu hồng không các bạn. Đây bạn tám cọt nha các bạn. Bạn tám cọt nghe mà nói câu dính nhiều cá lật đật chạy ra, đem theo cái xô đựng. Giới thiệu bạn các bạn là bạn tám cọt là em trai thất lạc của anh Xô Y Tiết trên Văn Canh các bạn. Cào đâu. Anh Xô Y Tiết mà xem được cái video này của em mà muốn nhận thì em thất lạc ở đây liên hệ em nha. Ok.
Dính 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 dính. Dính 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 chắc luôn. Dính rễ cây, dính rễ cây, dính 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 dính. Dính rễ cây nhưng mà có cá nó mới nhấp vậy ông nậu. Đồ con cua, dính cua mà. Cua khỉ. Yeah, yeah. Woo. Cá ngạnh. Thấy chưa bạn? Dính cá ngạnh, dính cá diều hồng. Có dính kêu cá kêu hồng bên kia nữa. Mở mở, mở số, mở số. Mở số bỏ vô. Ừ. Hai con. Hai con. Đó, cá diều hồng đó. Bỏ vô. Nhiều một xíu. Còn cái cành nữa. Còn cái cành nó chậm đeo thấy mẹ nhấp luôn. Từ từ hết. Đủ có một con, kêu hai con. Đầu hết đầu hết rồi. Bạn nó cặn lại dính không nha các bạn. Cái ngành dê yeah. Chắc đậu dê yeah. Cá rô không đậu, cá rô đậu đậu rô cá rô phi đàng hoàng má bự nhỏ xíu rồi sao nướng. Ok đây đi bạn. Ok anh nhau không nhiều mà vui bia tưa lửa. Anh nói đi, anh hứa với em một lời. Trong khoảng thời gian mình chờ cá cắn câu thì tụi mình nướng cá nhậu. Đây cá vừa anh em mình câu được nha mấy bạn. Đây. Sao gần gần câu nữa đó. Cá vừa ba anh em mình câu được như đó. Hàng nó sao. Câu xong rồi dính cá biển. Cũng vô. Vô. Đây giới thiệu bạn hôm nay có bạn Lê Văn Thảo nha các bạn. Bạn với mình hàng xóm mình. Cũng ghé chơi cắm cần chơi vui nè. Chào mấy mày, chào, chào các bạn đi. Còn các bạn đây là em trai xui tiết là các bạn biết đâu. Là sao? Mày biết xui tiết không? Ừ. À lên mạng kiếm xui tiết. Thật ra thì tối nay cũng là lần đầu tiên mình đi cắm câu luôn các bạn, đi câu cá luôn. Nhưng mà nên cũng không quan trọng là câu được cá hay không. Thì có mấy anh em ngồi chơi tối như này ở giữa sông như này là đủ vui rồi các bạn. Là một cái trải nghiệm rất là thú vị rồi. Nên do ở trời ngoài trời nó đang mưa nha các bạn, mưa lất đất. Nên tụi mình dọn vô trại ngồi. Ở trong này cái không khí nó rất là mát mẻ. Để mình thử miếng cá ồ nướng tam cọt thử nướng sao nha các bạn. Ồ. Quá đã luôn. Được rồi, mồi bén luôn các bạn. Coi coi cái miệng ăn cười rồi. Sao bạn? Ngon. Đúng ngọt luôn, cá nó đúng ngọt. Dính bạn, đây. Yeah. Từ 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 từ. Cá ngạnh đi. Cá ngạnh, cá ngạnh. Đây, đây là bạn tám cọt. Uống mới nằm chài. Uống nem chai mà mép con trùng nha, mép không được rồi mấy bạn. Mà coi cái này khỏi đừng uống trước khi đi được con cá đừng uống. Thôi tao lệ luôn á. Chạy xuống đây mày. Cái này mày câu không phao luôn. Ừ. Hồi tối cắm cần mà cuối cùng không có cắm cần gì hết các bạn. Nhậu lúc đó. Ngủ trong trại giờ sáng rồi. Ê dậy coi thử bàn cọt chuẩn bị tới đâu rồi. Rồi, sao đó cọt? Xem đâu, dậy chuẩn bị ăn mì uống cà phê. Đó, tuyệt vời luôn á. Ô. Oh. Sáng thủy triều lên các bạn, nước lớn. Lấp mất mấy cái cần rồi. Cà phê. Thả bữa tối hôm qua tới giờ đi cắm câu mà không có lo câu, lo nhậu không các bạn. Nên được có 5 con cá thôi. Mà không quan trọng các bạn. Mình
xác định đi từ đầu là đi trải nghiệm, đi cho vui thôi. Sáng cái cảm giác thức dậy một nơi xa, uống ly cà phê với bạn Chí Cốt là vui rồi các bạn. Ăn sáng nha các bạn. Ngon mấy bạn. Đồ ở đây đào tàu đi. Hít một hơi ôm vào miệng, quá tuyệt vời. Mình câu được cái gì mình ăn cái nấy nha các bạn. Câu được 5 con ăn 5 con. Có tiền cũng vui mà không có tiền cũng vui. Sống sao cảm thấy cuộc sống nó an nhàn, tự tung tự tại là ok các bạn à. Chứ đừng quan niệm hai chữ tiền bạc. Các bạn quan niệm tiền bạc là nó đeo đầu đấy. Dẫn em. Gió trời mát mẻ, không khí thì trong lành. Muốn nằm ở đây không muốn về luôn nha các bạn. Cái cảm giác rất là tuyệt vời. À, ngoài kia là bạn Cột đang câu thử dính cá này không? Được thành công lắm bởi vì thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên thì hai đứa mình cũng có một cái cuộc trải nghiệm một đêm và một buổi sáng rất là tuyệt vời giữa dòng sông Lại Giang nha các bạn. Thanh Mèo và Tám Cọt hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Hello, hi, bye bye. Bye bye.